Xin chào anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh của em Vân Ô Tô Cũ Toyota Phú Mỹ Hưng. Chúc anh chị có một ngày làm việc thật vui vẻ và hạnh phúc nha. Hôm nay bên em lại về thêm một mẫu xe nồi đồng được cối đá, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Gầm cao luôn, rộng, rất là rộng rãi nha anh chị, được 8 chỗ luôn. Đó chính là chiếc Toyota Innova 2019 số tự động. Xe mang đến sơn là màu đồng ánh kim, biển Sài Gòn, mới chạy có 78.000 km thôi nha anh chị. Đó, xe còn rất đẹp và liền lạc. Giá chỉ có là 660 triệu. Giá vẫn còn thương lượng cho anh chị vui vẻ thiện chí. Ở bên em có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng trên toàn quốc luôn. Anh chị có nhu cầu thì alo cho em, số điện thoại thì em để góc trên bên trái màn hình nha anh chị. Đó, đăng kiểm và đường bộ thì còn tới tháng 9 năm 2023. Xe của mình là nguyên zin hết nha anh chị, đăng kiểm không có gặp vấn đề gì hết, đăng kiểm vô tư luôn. Đó, màu đồng ánh kim này nhìn nó rất là sang nha anh chị, rất là đẹp luôn. Rồi em mời anh chị xem qua phần nội thất nha. Rồi, phần nội thất đầu tiên xem dùm em cái ô đô xe nha. 78.118 km. Xe có trang bị màn hình cảm ứng, camera lùi. Anh chị để ý nha, phần nhựa hai bên cánh cửa nè, chưa có một vết xước luôn. Có nét, anh ấy trang bị thêm cái nét nội thất này anh chị. Nét nội thất nha, nét nội thất màu xanh rất là đẹp. Ghế là trang bị ghế da rồi. Trần rất là sạch sẽ luôn. Mới đúng chất 78.000 nha anh chị. Xe còn rất ok. Rồi anh chị xem giùm em cái ốc cánh cửa trước nè. Ốc cánh cửa trước chưa hề có dấu hiệu nào là tháo mở. Rồi, sùng chỉ cánh cửa trước nguyên bản hết luôn. Đây, xe sản xuất Việt Nam, năm sản xuất là 2019. Ốc cánh cửa sau là chưa hề có dấu hiệu nào là tháo mở. Rồi, anh chị xem qua phần ghế phía sau nha. Phần ghế phía sau cũng được bọc da rồi. Đó, nhưng mà ghế da này là anh ấy bọc chồng lên cái lớp nỉ zin ở dưới nha anh chị. Lớp nỉ zin ở dưới vẫn còn nè. Đó, anh ấy bọc chồng lên thôi. Bọc chồng lên một lớp áo. Đó, trần xe rất sạch sẽ. Đây là led trần này là led zin nha anh chị. Bản 2.0G số tự động là sẽ có led trần màu xanh. Đó, nên anh ấy trang bị thêm cái led viền viền táp lô này cũng màu xanh nè, cho nó tông sạc tông cho nó đẹp hơn, nhìn cái xe nó sang trọng hơn. Đó, ở dưới đây thì em có một cái cổng sạc 12V dạng tẩu nha anh chị, dạng tẩu hình tròn. Đó, cổng sạc 12V dạng tẩu. Đó, bảng số tự động thì cũng có cái bàn ở đây, bàn này là chịu được trọng tải tối đa là 10kg nha anh chị. Chỗ này là để nước, mình có thể để nước và để ly nước và để đồ ăn ở đây cũng rất là tiện dụng. Đó. Rồi dưới đây thì anh ấy có lót sàn simili rồi. Đó. Rồi để em quay cái sùng chỉ phía sau cho anh chị coi nha. Đó. Nguyên bản hết luôn nha anh chị. Rồi mâm xe, mâm xe cũng không có bị chảy xước, không có một dấu chảy xước nào nha anh chị. Đó, xe còn rất là đẹp. Rồi phía dưới phía sau này cũng có hai cái cảm biến lùi nè. Đó, 2.0G. Rồi, ở phía sau anh chị xem giùm em là phần nhựa nội thất nha. Cũng không bị chảy xước gì hết. Cái này là anh ấy chế thêm nè để cho nó sáng, đèn led. Đó, nhựa táp lô bên này cũng còn rất là đẹp. Đó, ốc cốp sau nguyên bản luôn, chưa có dấu hiệu nào là tháo mở nha anh chị. Đó,
sùng chỉ cánh cửa sau nè, sùng chỉ cánh cửa sau, cốp sau nè, sùng chỉ cốp sau nguyên bản hết nha anh chị. Rồi em quay gầm xe anh chị xem luôn, gầm thì được bên em vệ sinh sạch sẽ, xe chạy đường Sài Gòn mà anh chị, nên cái gầm cũng rất là còn rất là đẹp. Rồi em quay cái mâm bên này cho anh chị xem nè, mâm xe bên này cũng không có bị chạy xước gì hết. Rồi, xem qua nội thất. Nội thất rất là đẹp, rất là rộng rãi nha anh chị. Xe chở được 8 người, một trong những chiếc xe rộng rãi nhất trong phân khúc nha anh chị. Chính vì vậy nó rất là đa dụng nên là anh chị chọn Innova rất là nhiều nha anh chị. Không phải tự nhiên mà người ta chọn Innova để là một cái chiếc xe sử dụng cho gia đình cũng được mà kinh doanh cũng hợp lý. Đó, sùng chỉ nè, sùng chỉ cánh cửa sau nè, nguyên bản hết. Nếu mà chiếc Innova số tự động này mà mua mới anh chị cũng tầm 900 mấy, gần cả tỷ nha anh chị. Bây giờ anh chị chỉ cần bỏ ra là 660 triệu thôi sở hữu ngay một chiếc xe. Mà chiếc này chạy cũng không biết khi nào hư luôn anh chị, nó bền dữ lắm. Ốc cánh cửa trước nè, nguyên bản luôn. Rồi sùng chỉ cánh cửa trước nè. Em quay kỹ chút xíu nha. Anh chị qua video có thể đặt cọc online cho em, qua 2-3 ngày rồi mình lên mình nhận xe thôi. Quay cái gầm xe anh chị xem luôn nha. Xe còn rất là đẹp. Ở Toyota Innova 2019 số tự động, màu đồng ánh kim biển Sài Gòn. Giá chỉ có 660 triệu thôi nha anh chị. Vẫn còn thương lượng cho anh chị vui vẻ thiện chí. Để mở cái nắp capo cho anh chị xem lại nha. Rồi, ốc nắp capo nè anh chị. Ốc nắp capo nguyên bản hết, chưa có dấu hiệu mà nó mở những cái dấu tròn này anh chị. Khi mà bị va chạm những cái dấu tròn này nó sẽ biến dạng. Muốn làm lại thì nó phải có những cái dấu búa vô mình nhìn cái biết ngay nha anh chị. Đó, sùng chỉ các thứ là còn nguyên bản hết. Ốc cánh cửa nè, ốc cốt nè, nguyên bản luôn, khung xương cả mọi thứ còn rất là đẹp. Bên em thì bán ra có cam kết không đâm đụng, không thủy kích nha anh chị, bao anh chị chết hãng toàn quốc luôn. Cơ bên em đã vệ sinh nè anh chị, giờ lấy xe là chỉ việc chạy đi thôi. Ở Toyota Innova 2019 số tự động. Giá chỉ có 660 triệu thôi. Bên em có thu mua, trao đổi ô tô cũ tất cả các hãng. Thu xe cũ đổi xe mới. Anh chị có nhu cầu thì alo cho em nha. Số điện thoại em để góc trên bên trái màn hình. Rồi cảm ơn anh chị đã xem video.